Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé. Yeah, ok, hello game, chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì lại tiếp tục với con game mèo đi câu cá nhé. Và để xem là hôm nay con mèo bữa nó sẽ câu được những con cá gì. Lần trước thì chúng ta đã mua được cái cần câu phải gọi là 10.000 đô đúng không? Tương đương với 200 củ. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục để mua cần đắt hơn và để xem là chúng ta có cái gì muốn không. Mình sẽ phải hoàn thành trong tập này thì chắc là mình sẽ mở mini map và thử mở xem để chúng ta xem mở cái zona được không nhá. New quest. Ok, và con nhiệm vụ của chúng ta là nó phải bắt mình mua một cái giống như kiểu là cái gì đính kèm đúng không? Mình không dịch rõ nhưng mà đại khái là một cái thứ gì đó đính kèm mà hiện tại là mình đang hết tiền rồi. À, có thể đó là một cái chức năng đính kèm một kiểu như vậy. Đây, cái chức năng đính kèm thì nó ở đoạn này là chúng ta gọi cho này. Đấy, cái này. Đây. Chúng ta có thể mua được cái scouting hoặc là driving luôn. Đấy, nhưng mà hiện tại là mình chưa đủ tiền. Ôi dồi, cắn đi, cắn đi, đúng rồi, cắn đi. Mày nhé, tao sẽ bán vào đồ xanh như ở tập trước. Ôi, cẩn thận mấy cái câu này. Ôi dồi, 450 đô, rồi bán luôn đi. Câu tiếp ạ, mình sẽ mua khoảng 600 đô đi. À rồi, con này bé tí mà định kiểu đánh đu với cần câu à. Cần câu 10.000 đô với cái con cá bé này là định. Rồi ngu vãi lìn, hình như là mình vừa vứt cái đấy, hình như là chúng ta vứt con cá ở đấy là mình không ấy được không, giống như kiểu là mình không bán nó hay gì đấy, chúng ta sẽ gọi là cá hồng đi. À, sầu whopper đúng rồi, bán luôn. Chúng ta đã có 1.000 đô và bây giờ mình sẽ vào mua cái này. Update slot ngay đấy, update ngay rồi thôi, lại được thưởng rồi. New squad. À, câu hai con Ralphin. Ok, Ralphin hiện tại thì mình không thể nhớ nổi. Mình không thể nhớ nổi con Ralphin con gì luôn đấy, thực sự. À đúng rồi, chúng ta sẽ vào xem cái catalog đi. Mình quên mất đấy chúng ta... À đúng rồi, Ralphin là con này mà. Rõ ràng vừa nãy mình câu được nó. Holy shit. Quả này mình sẽ dùng bom. Trời, thích luôn các bạn. Đấy. Anh em thấy không, mình đã bị ăn rất nhiều rồi. Và lần này mình quyết định là chúng ta sẽ cho chúng nó ăn bom nhưng mà không cho ăn mồi. Cho một quả bom vào mồm để xem có biết cái cảm giác là banh mồm này như thế nào. Đớp vào các bé. Mày này. Hay phết nhỉ. Được được, mình thích cái tính năng đấy của nó. Tức là chúng ta sẽ, không biết là giả dụ như mà mình ok, nếu như mình gắn thêm quả bom vào đây có được ăn. Ui được này. Cho chúng mày lần thứ hai ăn bom luôn. Thật sự. Cá to tí. Cái đụ. Wow, làm mình giật mình luôn anh em ạ. Không nghĩ lại có con cá to như vậy. Đấy rồi, nhanh lên, bơi vào. Cắn. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, con này, con cá bị phê cần. Một con. Bán luôn anh em ạ. Ui rồi. Cay, cay, cay. Quả đấy là như ăn ớt luôn. Cay lắm. Rồi, rồi, cay. Mình sẽ câu này, anh em nhìn này. Hỗn láo thật đấy. Thật sự vậy, còn bà. Đây rồi, cắn, cắn, cắn. Mồi ngon, nhưng mà không dễ ăn đâu. Lên bờ. Đấy, quả này là chắc chắn bán vào lầu xanh rồi. 2.000 đô rồi. Chúng ta có 2.000 đô rồi. Lên bờ. Đi đâu cho khoát em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cược quả này đây anh em ạ. Chúng ta sẽ làm cái này là một câu và sau đó thì mình sẽ gắn cho nó một quả bom và sau đó thì sẽ là rocket một giờ. Let's go em ơi. Ui, hy vọng là mấy quả rocket đây rồi. Mẹ tự nhiên mua bom làm gì không biết nữa, nhưng mà mình đã biết có một con đấy rồi. Rồi, lần này sẽ không mua bom nữa mà sẽ chỉ mua rocket 1 giờ thôi. Tự nhiên có quả bom và là con cá nó sợ nó cái máu. Bay nào. Shit. Quả có thể như vừa đấy là quả bom đã làm cho con cá sợ hãi. Đến mức mà đái ra máu thì nó quyết định là không. 3.200 đô. Bán luôn chứ còn đợi chờ gì nữa. Úi dồi ôi dồi ạ. Nó có khi câu được con này nó còn nhiều tiền cả làm nhiệm vụ đó các mẹ. Đấy, nói. Chúng ta sẽ câu thêm con cá vàng nữa. Mình đã biết con cá vàng ở đâu rồi. Rocket 1 giờ. Úi dồi ôi. Làm gì có ai có thể nó ngồi xa như mình. Ô,
Câu được ui. Ui con này sẽ không bao giờ bỏ phí đâu. Đừng có ăn của tao, gọi của ui. Queenfish. Holy shit, Queenfish. Câu được con cá hiếm nhất cái đại dương này rồi, nhưng mà nó chỉ có một con thôi, Queenfish. Oh shit. Bán chứ. Tận 2500 đô rồi. Hey. Rồi. Kingfish à. Tự nhiên là nhiều kingfish. Mình sẽ câu hết con này. Bán. Đấy. Đây gọi là con mèo thông minh nhất thế giới chứ không phải là con mèo bựa nhất thế giới nữa. Mình đã câu được nữ hoàng của chúng nó và bây giờ mình sẽ câu tất cả những vịt vua. Người ta gọi là chết vì cá là cái chết rất tê tái. Và nếu như chết vì một con cá cái thì cũng là một cái chết khá rất là tê tái đấy các bạn. Đấy, cảm ơn. Ôi, tiền nhiều như nước sông Đà. Ôi rồi, ôi. Làm giàu không khó. Chuyên mục câu cá mà không cần nhìn mình lại. Ui giời, anh em chậm. Cứ bất cần xuống lại có cá đớp ngay. Cũng là mấy thằng ngu. Chết vì gái. Câu luôn. Anh em này, đúng rồi. Ôi rồi, vị vua cuối cùng. Vị vua cuối cùng. Ôi rồi, câu nhầm vị vua rồi. Câu nhầm con khác rồi. Vị vua cuối cùng. Vị vua cuối cùng của biển cả đã bị mình bắt. Anh em thấy chưa, sau khi mà câu được cáo bà cậu xong thì tài sản của mình đã lên được 11.000 đô, gấp đôi luôn, nó khủng. Và mình hiện tại mình đang no craft tức là mình không có thuyền, và nếu như mình muốn một thuyền ấy thì mình sẽ phải tốn 35k đô. Mình sẽ chơi đến cùng luôn, chơi đến cùng luôn, bay lên cùng luôn thì sao nào. Oh. Ui rồi. Holy shit. Không bao giờ để đứt dây câu của con này đâu. Ôi ôi. Ôi. Nếu như mình kéo được nó vào bờ thì sao? Ui rồi, anh em nhìn nó lượn này như tàu hỏa, như máy bay này, ui sợ chứ. Ui rồi, quẩy lên. Rồi quẩy lên, chắc nó kiểu đang sướng ấy, nó đang phê pha đấy. Ui rồi, đừng đứt. Đấy, cho mình quẩy chán thì thôi nhá. Mặc dù chúng ta không bắt câu fit thì mình bắt được con khác to ngang câu fit cũng sướng. Kéo từ từ thôi. Sera. Anh em có thể thấy là cái con cá này phải to gấp đôi con mèo của mình luôn, mà con mèo bất cầm được. Cao không? Đừng nghĩ con mèo nó bé nó yếu. Vui mà. Mặc dù không bắt được câu fit nhưng bắt được con này vui lắm. Tôi câu được rồi. Tại sao con này nó hiền thế? Nó không chống cự gì cả. Oh my god. Câu được câu fit, ủa sao con này hiền thế nhở? Trông nó đáng yêu vẫn lìn, anh em thấy không? Nó còn cười. Nó bị mình câu mà nó vẫn cười. Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi. Không biết là ở trong con game này có cái cách nào để mà thả con cá đi không? Nếu mà có thì chắc chắn mình sẽ thả con này đi. Mình sẽ không bán nó tại vì nó quá đáng yêu, nhưng mà nó không chống cự mà nó còn cười với mình. Nhưng mà không có nút nào thả đi cả nên hết. Bán. Ôi giời, nhìn tiền nó sướng. Nói chung là đời... À, đi Katina. Thôi Katina. Đừng quăn. Câu với con Katina đầu tiên là con mũi xương. Không biết là có được hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? Nếu mà được thì vẫn được chấp nhận. Câu được Galina rồi mà bị ăn hết cả xương. Xong rồi nó không cho mình công nhận nhiệm vụ. Buồn vẫn nhìn. Ăn đi. Đúng rồi. Quả này chết. Hết thế đấy. Rồi một con 900 đô cả. Quả đắt thế. Hey. Galina. Ui rồi. Rồi, đến cuối cùng thì nó vẫn đắp được của mình một miếng. Rồi lại tiếp tục rocket một giờ đi. Phải có đầu tư thì mới thu lại lợi lớn nha các em ạ. Đây rồi, Galina, giỏi lắm em, giỏi lắm. Ui giời. Tao thù hận lớn nhất của đời mình chính là con cá mặt ngầu.
mình sẽ không thù hận con này nữa, mà mình sẽ thù hận con cá bạn đầu. Ok, anh em biết rồi đấy, quả đấy mình nhả ra thì kiểu gì nó sẽ ăn hết, mà nó ăn hết thì coi như mình cũng không được cái miếng gì vào mồm cả, đúng không? Ui đây đây đây, ui con này đắt nó này, con này đắt nó này. Holy shit, mình câu được một con khác cũng khá là đặc biệt. Không biết con này con gì. Kìa. Rồi, bị ăn rồi, em ngu chưa? Làm cá sống không thích đi làm cá mất đuôi. Ôi, con này con gì nhỉ? Trông nó hơi lạ. Con này trông mặt ngu quá lịn đấy. Con cá bơi bơi qua. CB Fin này. Tên buồn cười nó đi. CB Fin. Đây rồi, 2.800 đô. Cũng chỉ có một con thôi anh em ạ. Ghê vậy đi. Còn đắt hơn cả Fin Fin nữa. Ui, cá đỏ. Ăn đi cá đỏ. Mẹ ngu thế. Ngồi qua nó không ăn. Câu được cá mập. Oh, cái này to quá. Ok, con này to quá là mình chưa đủ sức để cân. Hiểu. Quả đấy mà có mùi khác là biết đâu câu được cá mập. Câu chúng em đặt cá đỏ cá be. Một em duy nhất ở trên biển này. Rồi, em thấy chưa? Sức mạnh là khi mà con này đi đến đâu là mấy kia sợ té đá nó quật luôn đấy. Ôi mà con này cũng hiền nhỉ? Con này nó không chống cự gì cả đấy anh em thấy không? À có. Rồi, con này nó vượt thế đấy. Mình kéo gần lên bờ thì nó lại tụt xuống. Ui, cẩn thận bắt nhé, cẩn thận bắt cá. Lên. Ui dồi ôi, quả đấy mà kéo là mất đấy. Lên. Ui dồi, ui, sợ chưa. Ôi, đuối chưa, mệt chưa. À, ui khỏe thế nhỉ. Ok, 7.000 đô. Holy fuck. Mẹ nó là con quái nào vậy? Quầy sắc 64.000. Wow, quả vừa đấy mình có mồi to là mình bắt được con 64.000 đô rồi. Ôi mẹ ơi. À, cá mặt ngu là 11.000 đô này. Con này là 7.200. Ôi trời ơi. Ok, và bây giờ thì mình đã đủ 35.000 đô rồi anh em ạ. Vừa nãy khi mình câu được con cá kia thì được 34.999 đô. Không biết là nó định trêu mình hay gì đây. Ok. Wow. Let's go baby. Giờ chúng ta có thể đi xa được. You cannot say quit way. Ok. Và chúng ta có thể câu ở đây được không? Giả sử như mà mình muốn mua đồ các thứ. Ê con kia định hôn cá mình à? Why? Ra thì câu được ở đây. Hay. Đấy rồi, câu rồi. Ui, con này khỏe thế. Cá trọi à? Lên nhanh, không bị ăn mất rồi. Bao nhiêu? Con này bao nhiêu? 12.000 đô á? 12.000 đô hay là? Red Skitter. 12.000 đô thật nè. Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi, 12.000 đô thật luôn ạ. Ôi trời ơi. Cá hiếm. Medium, mình nghĩ, nó là small. Cá bé thôi, ôi trời đất ơi, 12.000 đô. Wow, mình sẽ câu được con cá chê này. Ôi trời, cá chê. Lên đi. Nó tối không này? Tối thế. Hey, come on. Mà không? Gì đấy? Cảm thấy hơi đáng sợ nha. Ui dồi ôi. Vãi lìn đã. Rồi, đứt rồi anh em ạ. Wow, đúng là không thể đùa được cái con đấy. Và ở tập sau thì chắc mình sẽ cố gắng mua thêm một cái tàu đắt hơn. Đấy. Và mình sẽ mua một cái cần câu mới, ok? Ok, được rồi, và tập này mình sẽ dừng đây thôi. Và nếu anh em thấy thích con game mèo bữa đi câu cá này thì hãy để lại một like và hãy nhấn nút đăng ký kênh để mình sớm đạt được 500k sub. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.